Mỗi tháng chơi game tiêu hết bao nhiêu rồi? 20k thôi. 20k thôi? Vậy làm sao thằng làm quý phi được? Còn có 100 bộ thời trang. Vì tôi chơi game này nè, thăng chức dễ. Game này thiết kế 100 bộ thời trang và trang sức. Không chỉ có vậy, còn có cốt truyện phong phú nữa. Làm sao vào cung phục thù, chọn tính cách rồi tỉ mũi trở mặt. Không cẩn thận là vào gặp tiểu nhân. Rồi hẹn hò lam nhan nhận quà. Xử lý cung vụ nội vụ như làm hoàng hậu thật vậy đó. Đúng là tái hiện cuộc sống trong cung. Ai sẽ làm chủ lục cung tiếp theo? Chúng ta hãy cùng chờ xem.